Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai mùng 6 tháng 3 trên kênh VTV Tiên. Quý vị và các bạn thân mến, do ảnh hưởng bởi gió đông và gió đông nam liên tục dồn mây ẩm từ biển vào đất liền, kết hợp với hồn hội tụ gió gây ra trạng thái nhiều mây, sương mù hào khắp các khu vực ở Bắc Bộ và khu vực ven biển của Trung Bộ, đồng thời sẽ gây ra mưa nhỏ rải rác về đêm và sáng. Đáng lưu ý hơn là từ thứ hai của tuần này, do ảnh hưởng bởi không khí lạnh tăng cường, rãnh nén áp thấp dịch chuyển xuống phía nam, hầu khắp các khu vực ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ xảy ra một đợt mưa rào và dông rải rác trên diện rộng. Đợt không khí lạnh lần này di chuyển xuống nước ta làm cho nhiệt độ sẽ giảm xuống từ 2 đến 3 độ tùy từng khu vực. Đối với các khu vực ở Nam Bộ, trong ngày hôm nay cũng như tuần tới, nhiều khu vực sẽ xảy ra hiện tượng mưa trái mùa, mưa nhỏ, mưa vừa rải rác xảy ra về đêm và sáng sớm. Rằng tâm mưa to sẽ xảy ra tập trung chính ở các khu vực miền Đông Nam Bộ. Sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho tất cả các vùng miền trên cả nước trong ngày và đêm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Sáng và đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ. Sang đến khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, có nơi dưới 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, riêng khu Tây Bắc từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Sang đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi trên 25 độ. Lưu xuống khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Lưu xuống khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, phía Bắc có mưa vừa vài nơi, trưa chiều trời nắng, phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, với nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ. Sang đến khu vực Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, với nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Lưu xuống khu vực Nam Bộ, trời có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, riêng miền Đông là 34 đến 36 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai ở vịnh Bắc Bộ cần lưu ý tới hiện tượng sương mù khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 1 km. Còn tất cả các vùng biển còn lại trên cả nước đều không mưa, thời tiết tốt.